Thời tiết mưa nắng thất thường những ngày gần đây có lẽ sẽ làm cho nhiều người cảm thấy khó chịu. Những cơn mưa chợt đến chợt đi trên cả nước những ngày gần đây như dự báo một mùa hè không mấy dễ chịu. Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 10 tháng 6 năm 2022 sẽ có những điểm nổi bật như sau. Tại khu vực Hà Nội, mưa liên tục, mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm. Cục bộ có mưa to. Đối với khu vực Đà Nẵng, ngày vẫn nắng nóng nhưng chiều tối có mưa. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng khả năng có mưa thấp. Dự báo chi tiết về thời tiết Hà Nội như sau. Sáng sớm ngày 10 tháng 6, thời tiết khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Mưa dông kéo dài đến buổi chiều, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Nhiệt độ phổ biến từ 30 đến 31 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 85 đến 87%. Buổi tối và đêm trời ít mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ ban đêm giảm xuống còn 24 đến 25 độ, độ ẩm trung bình ở mức 100%. Vùng núi Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Dự báo ngày 10 tháng 6, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 130 mm. Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm. Cảnh báo đợt mưa trên diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11, 12 tháng 6. Mưa lớn tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Dự báo thời tiết thành phố Hồ Chí Minh Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, ngày 10 tháng 6 thời tiết thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ, chiều tối thỉnh thoảng có mưa nhẹ vài nơi. Sáng và chiều ngày 10 tháng 6, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, nền nhiệt tăng nhanh, riêng buổi chiều thỉnh thoảng có mưa nhẹ vài nơi, lượng mưa tương đối thấp nhiệt độ ban ngày giao động trong khoảng 33 đến 34 độ C, độ ẩm trung bình từ 70 đến 74%, buổi tối trời ít mây không mưa nhưng đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ về đêm phổ biến trong khoảng 26 đến 27 độ, độ ẩm trung bình từ 83 đến 91%. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết, thời tiết Đà Nẵng ngày nhiều mây, chiều tối có thể có mưa rào và dông rải rác vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng lên đến 37 độ. Sáng và chiều ngày 10 tháng 6, thời tiết ở khu vực Đà Nẵng nhiều mây, trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng tới 37 độ. Tuy nhiên, có thể có mưa rào và dông rải rác vào buổi chiều. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 55 đến 59%. Buổi tối và đêm, thời tiết khu vực Đà Nẵng ít mây không mưa, tiết trời dịu mát hơn. Nhiệt độ về đêm giảm trong khoảng từ 27 đến 28 độ, độ ẩm trung bình ở mức 78 đến 81% cũng theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào thời điểm giữa trưa chỉ số uv có thể đạt tới mức độ bảy có nguy cơ gây hại cao nên người dân cần ở dưới bóng mát che chắn bôi kem chống nắng và đeo kính râm khi ra ngoài những cơn mưa cũng sẽ đến bất chợt mà không báo trước nên quý vị hãy luôn đem theo ô và áo mưa bên người nhé